Sao ngươi lại đến đây? Yêu Tiên tỷ tỷ, ta muốn ra chợ thu nợ. Ngươi muốn đến chợ yêu tộc thật à? Ta đã tính kỹ rồi. Với số tiền công làm việc vặt của ta ở Đồ Sơn hiện giờ, cho dù có làm tiếp 50 năm nữa, ta cũng không trả hết món nợ với Đồ Sơn. Hơn nữa hiện tại vị trí thu nợ vẫn đang trống, vừa hay ta thế chỗ đó. Như vậy có thể kiếm thêm bạc và sớm trả hết nợ. Chỉ để kiếm thêm ít bạc thôi à? Yêu Tiên tỷ tỷ, trừ việc kiếm thêm bạc ra, ta không có ý đồ gì khác đâu. Muốn đi thì đi đi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điều. Công lực dương phim thuần khiết của ngươi vẫn còn yếu, đừng có làm mấy việc kiểu như lấy trứng chọi đá đấy. Còn nữa, sợ thiên địa vẫn đang ở trong cơ thể ngươi, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn. Yêu Tiên tỷ tỷ, tỷ yên tâm, Đồ Sơn là ngôi nhà thứ hai của ta, cho dù thế nào ta cũng không trốn đâu. Mọi chuyện nhân quả trên đời đều đã được sắp đặt sẵn. Nếu ngươi đã muốn đi tìm Kim Nhân Phượng để trả thù, thì Đồ Sơn cũng sẽ nhận cơ hội này để tóm được hung thủ.